này thiện hiện nếu khi nào đại bồ tát chẳng tư duy tất cả pháp môn đà la ni cũng chẳng tư duy tất cả pháp môn tam ma địa thì khi ấy đại bồ tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí này thiện hiện nếu khi nào đại bồ tát chẳng tư duy quả dự lưu cũng chẳng tư duy quả nhất lai bất hoàn a la hán thì khi ấy đại bồ tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện nếu khi nào Đại Bồ Tát chẳng tư duy quả vị độc giác, thì khi ấy Đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng, vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí này thiện hiện nếu khi nào đại bồ tát chẳng tư duy tất cả hạnh đại bồ tát thì khi ấy đại bồ tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí này thiện hiện, nếu khi nào đại Bồ Tát chẳng tư duy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thì khi ấy đại Bồ Tát có thể tăng trưởng thiện căn đã gieo trồng. Vì thiện căn đã gieo trồng được tăng trưởng nên có thể viên mãn ba la mật đa, vì ba la mật đa được viên mãn nên có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì sao? Này thiện hiện, vì các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy sắc cũng chẳng tư duy thọ tưởng hành thức mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện các đại bồ tát cần phải chẳng tư duy nhãn xứ cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ mới đủ khả năng tu các hạnh đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện các đại bồ tát cần phải chẳng tư duy sắc xứ cũng chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ mới đủ khả năng tu các hạnh đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện các đại bồ tát cần phải chẳng tư duy nhãn giới cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy sắc giới cũng chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp giới mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện các đại Bồ Tát Cần phải chẳng tư duy nhãn thức giới, cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thiển thân ý thức giới mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.